đến món ăn đường phố Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là phải nhắc đến bánh mì. Bánh mì muôn hình vạn trạng và người dân thành phố cũng có rất nhiều cách để thưởng thức món ăn này. Đầu tiên là một đại diện cho nhịp sống năng động, bánh mì vừa đi vừa ăn. Sáng sáng ghé vào xe bánh mì gọi ngay một ổ quen thuộc. Vài phút sau là bạn đã cắn ngập răng ổ bánh mì nóng giòn với vị béo mềm của trứng hòa quyện cùng bơ, pate, tương ớt. Một hôm vội vã nào đó bạn thèm những hương vị đặc trưng của Việt Nam thì đừng quên bánh mì bì nhé. Và dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua bánh mì thịt nướng hay bánh mì chả cá rồi. Có ai ngờ một món ăn nhanh gọn lại có thể ngon lành và đủ đầy đến vậy. Tiếp theo sẽ là phiên bản bánh mì chậm rãi, bánh mì chảo. Vào những buổi sáng cuối tuần ngồi nhẫn nhà chút bánh mì với trứng lòng đào, sả bông, chả, pate thì còn gì bằng. Hãy ăn lúc chảo vẫn còn sôi lăn tăn và cảm nhận cái ngon nguyên vẹn như khi còn trên bếp. Chấm, 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 voila, bánh mì chấm đây rồi. Có ai còn nhớ âm thanh này không? Chỉ nghe thôi đã thấy bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về. Nếu bánh mì chấm sữa là món ăn yêu thích của các bé thì bánh mì bò kho lại rất được người lớn ưa thích với vị đậm đà nồng nàn. Những món bánh mì chấm nóng sốt dễ ăn còn là điểm dừng chân cho cái bụng đói sau một ngày dài. Đã đến lúc ăn bánh mì như người thành phố Hồ Chí Minh chưa nhỉ? Khoan khoan, món ngon vẫn còn kia.